Kính thưa quý khán giả, theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2017, tổ chức trợ giúp pháp lý có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý và có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do lỗi của người thuộc tổ chức mình gây ra trong khi thực hiện trợ giúp pháp lý. Quyền Ngọc Hiển là đơn vị tiên phong bố trí phòng quà giải đối thoại và phòng trợ giúp pháp lý tại trụ sở tòa án, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động trợ giúp pháp lý đúng theo quy chế phối hợp. Tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quyết định số 1581 về việc tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. Theo đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phân công các trợ giúp viên pháp lý làm việc tại các huyện theo quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Ủy ban Nhân dân các huyện trong việc thực hiện công tác, tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Huyện Ngọc Hiển là đơn vị tiên phong bố trí phòng hòa giải đối thoại và phòng trợ giúp pháp lý tại trụ sở tòa án, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động trợ giúp pháp lý đúng theo quy chế phối hợp. Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển là một trong 10 tập thể được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cà Mau đề nghị Ủy ban Nhân dân tặng bằng khen trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Theo cái tinh thần phối hợp của Sở Tư pháp và Tòa án tỉnh Cà Mau về việc là xây dựng cơ sở để trợ giúp pháp lý trực thường xuyên tại tòa án, thì qua đó tòa án huyện Ngọc Hiển đã có đi trước một bước, đã tiến hành xây dựng trụ sở phòng làm việc cho trợ giúp pháp lý để cho người dân dễ tiếp cận hơn trong quá trình bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình. Thì đã qua thì trợ giúp pháp lý đã đạt được nhiều kết quả quan trọng giúp đỡ người dân trong việc tiếp cận pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Thì ngoài ra cái trợ giúp pháp lý cũng đã tạo điều kiện cho tòa án giải quyết các vụ việc được nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi cho người dân được chính xác hơn. Việc bố trí cái phòng làm việc này thì thực hiện cũng trước khi mà có cái chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân tối cao, cho thấy cái điều đó là sự phối hợp, sự nhiệt tình của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với công tác trợ giúp pháp lý tại Ngọc Hiển. Đối với công tác tuyên truyền trợ giúp pháp lý thì trợ giúp pháp lý Ngọc Hiển cũng đã có cái một cuộc truyền thông tại xã Diên An Đông. Thì từ đây đến cuối năm thì trợ giúp pháp lý Ngọc Hiển cũng sẽ tiếp tục có chương trình để mà truyền thông tại một số xã khác trên địa bàn huyện Ngọc Hiển. Trước hết là phòng đã đề xuất với ủy ban về cái mặt là hỗ trợ về cơ sở vật chất cấp cho các đồng chí này, tạo điều kiện cho các đồng chí này cái cơ sở vật chất để rồi các đồng chí này hoạt động tốt. Với vai trò của phòng là cơ quan thường trực của hội đồng phổ biến và đồng thời đó là cũng là kim luôn cái lực gia của huyện, chính vì vậy đó là phòng luôn theo sát trên cơ sở là các đồng chí để xem xét rồi trong quá trình thực hiện có những vấn đề gì đó nó chưa phù hợp hay là những nội dung chưa phù hợp thì phòng sẽ chấn chỉnh ngay. Thì đối với phòng là cơ quan thường trực của hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thì sau cái mỗi lần mà đi tổ chức chức tuyên truyền ở các xã thị trấn á thì đều có thông báo với trợ giúp pháp lý để rồi các đồng chí chuẩn bị các cái kế hoạch để phối hợp trợ giúp pháp lý lồng ghép vào đó để rồi truyền thông hướng dẫn trợ giúp pháp lý các cái đối tượng được trợ giúp theo luật trợ giúp pháp lý về cái ý thức của người dân. Trước đây thì nói chung là người dân có những cái yêu cầu thắc mắc gì đó người ta gửi đơn, có khi là gửi từ trung ương đến cơ sở, gửi rất dài, nhưng qua cái đợt tiếp xúc, qua cái đợt truyền thông của trợ giúp pháp lý người ta thì hiểu được thế nào là cái đối tượng cái việc đó có khởi kiện được hay không, hoặc là khởi kiện ở cấp nào giải quyết thì người ta đi đúng hướng. Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý tại cơ sở, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thành phố Cà Mau, các ngành hữu quan, các cơ quan tiến hành tố tụng, Ủy ban Nhân dân cấp xã tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn.
đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho các trợ giúp viên pháp lý, kịp thời đề ra biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở. Chủ động phối hợp triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý, thực hiện tốt cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, đồng thời công bố bố trí viên chức phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn trên các lĩnh vực. Những tháng đầu năm nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã thụ lý tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý trên 480 vụ, tăng hơn 120 vụ so với cùng kỳ năm 2021, trong đó tư vấn 320 vụ, cử tham gia tố tụng 157 vụ, đại diện ngoài tố tụng 5 vụ, số vụ việc hoàn thành gần 370 vụ. Bên cạnh đó, thực hiện theo công văn của Giám đốc Sở Tư pháp về việc hướng dẫn xét đề nghị khen thưởng đợt thi đua cao điểm, kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện luật trợ giúp pháp lý năm 2017. Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc. Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện luật trợ giúp pháp lý năm 2017-2021, nhìn chung, số lượng vụ việc thực hiện trợ giúp pháp lý hàng năm có giảm so với giai đoạn trước khi thực hiện luật trợ giúp pháp lý năm 2017. Nguyên nhân là có sự thay đổi về đối tượng được trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, số vụ việc trợ giúp pháp lý hình thức tham gia tố tụng tăng so với tổng số vụ việc được trợ giúp pháp lý hàng năm. Cụ thể, năm 2017, thực hiện trợ giúp pháp lý 1.307 vụ việc, trong đó cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư hợp đồng tham gia tố tụng là 385 vụ. Năm 2018, thực hiện 943 vụ việc, giảm 364 vụ so với năm 2017, trong đó tham gia tố tụng là 303 vụ. Năm 2019, thực hiện 1.115 vụ việc, tăng 172 vụ so với năm 2018, trong đó tham gia tố tụng là 458 vụ. Năm 2020, thực hiện 888 vụ việc, giảm 227 vụ so với năm 2019, trong đó tham gia tố tụng là 393 vụ. Năm 2021, thực hiện 752 vụ việc, giảm 136 vụ so với năm 2020, trong đó tham gia tố tụng là 334 vụ. Hỏi: phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 26 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý như sau. 1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương. B. Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương. C. Vụ việc trợ giúp pháp lý do cơ quan có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ở Trung ương yêu cầu. 2. Tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi hợp đồng. 3. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi đăng ký. Hỏi: lĩnh vực hình thức trợ giúp pháp lý bao gồm những nội dung gì? Trả lời: Điều 27 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định lĩnh vực hình thức trợ giúp pháp lý như sau. 1. Trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại. 2. Các hình thức trợ giúp pháp lý bao gồm: A. Tham gia tố tụng. B. Tư vấn pháp luật. C. Đại diện ngoài tố tụng. Hỏi: địa điểm tiếp người được trợ giúp pháp lý được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 28 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định địa điểm tiếp người được trợ giúp pháp lý như sau. 1. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bố trí nơi tiếp người được trợ giúp pháp lý tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc tại địa điểm khác ngoài trụ sở của tổ chức, bảo đảm điều kiện để việc trình bày yêu cầu được dễ dàng thuận lợi. 2. Tại trụ sở của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phải niêm yết lịch tiếp, nội dung tiếp người được trợ giúp pháp lý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trợ giúp pháp lý của báo Cà Mau Điện tử hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.